hé lộ hồi ký Vua Bảo Đại viết riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm cố vấn cho Bác Hồ. Chào mừng toàn thể anh em đồng chí đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên về lịch sử Việt Nam qua góc nhìn và lời kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Đôi mắt sáng ngời, thân hình mảnh khảnh nhưng lại toát ra một niềm tin truyền cảm rất thuyết phục. Đó là những lời được viết ra một cách đầy chắc chắn, tin cậy trong cuốn hồi ký của vị cựu hoàng Bảo Đại khi ông viết về Bác Hồ. Quả thực mối quan hệ giữa Hồ Chủ tịch và ông cựu hoàng kiêm cố vấn tối cao Vĩnh Thụy là mối nhân duyên có 102 trong lịch sử. Nghe theo lời sấm truyền, Nam Đàn sinh Thánh, Bảo Đại đã có những cái nhìn rất khác về Hồ Chí Minh. Vậy cụ thể ra sao? Tất cả sẽ có trong đoạn trích dẫn từ hồi ký Le Dragon d'Annam, con rồng A Nam dưới đây. Mời anh em cùng theo dõi nhé! Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, trong chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người ta thấy có nhiều các nhân sĩ, trí thức tham gia ở nhiều vị trí khác nhau. Thế nhưng có một nhân vật rất đặc biệt, đó là công dân Vĩnh Thụy, tức cựu hoàng Bảo Đại. Ngay sau khi cựu hoàng Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện của chính quyền cách mạng vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, ông đã được mời tham gia với tư cách là cố vấn cho chính phủ lâm thời. Bảo Đại là vị hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Ông cũng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Qua cuốn hồi ký của mình, chúng ta biết được đôi điều về vị hoàng đế này đi cùng với những biến cố của lịch sử dân tộc. 9 năm đầu đời, hoàng tử Vĩnh Thụy sống trong nghi lễ nho giáo nghiêm ngặt của triều đình Huế. Hàng ngày, một thầy giáo đến dạy ông những lời chỉ bảo của Khổng Tử, những nghĩa vụ và trọng trách của một hoàng tử. Cứ như vậy, trong vòng 4 năm, hoàng tử Vĩnh Thụy sống một mình, dùng bữa một mình theo nhịp điệu không hề thay đổi, ngày nào cũng giống ngày nào. Khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng, hoàng tử Vĩnh Thụy được phép dự bữa cơm cùng vua cha, hoàng đế Khải Định. Năm 9 tuổi, hoàng tử Vĩnh Thụy chỉ nặng 20 kg. Ông vua đã giải thích trong cuốn hồi ký của mình rằng chế độ đó không hề tốt cho bất kỳ đứa trẻ nào vì thiếu hoạt động thể chất. Điều này giải thích tại sao nhiều hoàng tử chết sớm. Ông tôi, tức vua Đồng Khánh, mất năm 25 tuổi. Anh trai của ông tôi mất năm 14 tuổi. May mắn thay, cựu hoàng Bảo Đại sau khi được sang học tại Pháp, du nhập văn hóa phương Tây vào trong đầu, xa rời các nghi lễ cũng như đường lối Khổng Tử được dạy từ bé. Đi cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử, do không chịu nổi áp bức, một của hai chồng của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân trong nước khắp nơi đứng lên khởi nghĩa. Vua Bảo Đại có viết về những ngày đó như sau. Ngày 22 tháng 8, đại tá chỉ huy quân đội Nhật ở Huế tới xin triều kiến và nói với tôi là theo lệnh của chỉ huy đồng minh, quân đội Nhật đã bố trí xong hệ thống bảo vệ an ninh thành nội và mọi người trong thành. Đường từ cầu Tràng Tiền ra cũng như tất cả những lối vào thành đã bị chắn. Tôi cực lực phản đối quyết định này và nói, tôi tuyệt đối khước từ sự bảo vệ của ông. Tôi ra lệnh cho ông bãi bỏ hệ thống phòng vệ vì tôi không muốn một quân đội ngoại quốc làm đổ máu dân tộc tôi. Để chắc chắn lệnh của tôi được thi hành, tôi trao cho ông ta một công hàm có dấu ấn của tôi, chút cho ông trách nhiệm phải duy trì trật tự quanh thành nội. Tôi ghi thêm là phải mở tất cả mọi cửa vào thành để mọi người tự do ra vào như thường lệ. Sau đó ít lâu, giám đốc bưu điện Huế xin được gặp tôi. Ông ta đưa cho tôi một bức điện tín nhận được từ Hà Nội. Nội dung bức điện tín: trước lòng quyết tâm của toàn thể dân tộc sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập quốc gia, chúng tôi kính cẩn xin Hoàng thượng làm một cử chỉ lịch thiệp là trao quyền lại. Điện tín này được ký bởi Ủy ban Nhân dân Cứu Quốc, đại diện mọi đảng phái và mọi tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 23, chung quanh tôi đều trống không, từ ông Trần Trọng Kim tới mọi tổng trưởng, chả ông nào có mặt, chỉ còn người em họ là Hoàng thân Vĩnh Cẩn ở cạnh tôi. Tôi không biết ai là những thủ lãnh của mặt trận này, vậy mà những người này lại có những tiếp xúc với đồng minh Trung Hoa, Mỹ, Pháp khi mà những lời kêu gọi tôi gửi cho Tổng thống Truman, thống chế Tưởng Giới Thạch, anh Hoàng và tướng De Gaulle đều không được trả lời. Những lãnh tụ này có súng ống, có phương tiện, nắm được chính quyền dễ dàng trong khi tôi sống trơ trọi trong một kinh thành đã chết. Sự thành công dễ dàng của các lãnh tụ này phải chăng đó là dấu hiệu họ đã nhận được mệnh trời? Quần chúng có một bản năng rất là chắc chắn. Bản năng này trong những giờ phút lịch sử luôn luôn đưa họ tới những người đã nhận được sứ mệnh phải dẫn dắt họ. Đã đến lúc tôi phải có một sự lựa chọn để dung hòa số phận của tôi với số phận của dân tộc tôi, là tôi phải ra đi. Chiều ngày 26 tháng 8, nhà vua làm lễ cáo yết thoái vị với tổ tiên tại Thế Miếu, có thông báo mời đông đủ văn võ bá quan đến dự, nhưng chẳng ai đến, trừ mấy người còn ở lại đến phút chót. Sau đó họ đến điện kiến trung để bái yết nhà vua và hoàng hậu lần cuối cùng. Họ xếp hàng đôi, hai tay chắp trước bụng, vái chào. Nhà vua nét mặt vẫn lạnh lùng,
thản nhiên, nhưng Nam Phương Hoàng hậu lặng lẽ khóc thầm, để yên những giọt nước mắt lăn trên gò má. Đúng 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại cùng phái đoàn đứng ở cửa Ngọ Môn. Trước máy thu thanh, bằng một giọng cảm động, nhà vua đọc bản chiếu tự nguyện thoái vị. Ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, thay mặt chính phủ lâm thời nhận sự thoái vị. Ông giơ hai tay đón nhận hai bảo vật tượng trưng quân quyền. Một chiếc ấn vàng, một chiếc kiếm vàng nạm ngọc. Một tràng súng lệnh nổ. Trên kỳ đài, lá cờ vàng từ từ hạ xuống. Lá cờ đỏ sao vàng dâng lên giữa tiếng hô vang của nhân dân như sấm dậy. Ít ngày sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm một việc thể hiện sự tinh tường trong mặt trận ngoại giao cũng như sự khoan dung với toàn thể triều đình nhà Nguyễn, đó là đặt bút ký tờ sắc lệnh đầu tiên của chính phủ, bổ nhiệm ông Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao và mời vị cựu hoàng ra Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm việc. Thay vì thủ tiêu toàn bộ phe phái đối lập, nay đất nước cần tất cả mọi nguồn lực để duy trì nền độc lập non trẻ này. Có thể nói đây là sự kiện vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử khi một cuộc cách mạng nổ ra, giành thắng lợi, nhưng cựu hoàng không bị kết liễu một cách bi thảm mà lại nhận được lời mời rất trân trọng tham gia chính phủ mới để cùng đóng góp cho sự nghiệp chung của dân tộc. Ngày 6 tháng 9, tôi tới Hà Nội. Tôi được ở căn nhà của thị trưởng Hà Nội cũ, đường Gambetta, có thể là đường Hoàng Diệu ngày nay. Sau khi tắm rửa, tôi đi đến Bắc Bộ Phủ, dinh thống sứ cũ để dự bữa ăn buổi tối được tổ chức để đãi tôi. Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đón tiếp tôi và khi ra ngồi bàn, đưa tôi tới trình diện Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa mới tới. Ông bắt tay tôi một cách thân mật, cảm ơn tôi đã tự rút lui và nói thêm: "Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc cho nền độc lập của đất nước." Ngày hôm sau, 11 giờ, tôi gặp lại Hồ Chí Minh và nói chuyện riêng với nhau. Ông đối với tôi có vẻ kính trọng và xưng hô với tôi như ở trong cung điện khi dùng chữ ngài tương đương với chữ sire trong tiếng Pháp. Tôi cũng trả lời với cùng một lễ độ khi dùng danh từ tôn kính là cụ, venerable, và cam đoan là tôi chỉ muốn làm một người công dân thường để chung sức xây dựng một nước Việt Nam mới, thống nhất và độc lập. Hồ Chí Minh có vẻ yên tâm và đưa ra một bức tranh đầy phấn khởi, khác hẳn với sự dè dặt trong những câu nói lần trước. Tất cả những giấc mơ của ta đang được thực hiện cùng một lúc, không những thống nhất và độc lập sắp được đồng minh chính thức công nhận, mà chiến tranh kết liễu, Nhật Bản đầu hàng cũng cho phép chúng ta tiến tới một chế độ được toàn dân ủng hộ muôn người như một. Trong chế độ này, mỗi người chúng ta đều có một tương lai kỳ diệu. Độc lập trở thành một từ ngữ biểu tượng của đất nước, mãnh liệt như làn sóng thủy triều dâng lên từ đáy biển cả, khiến không có công cuộc nào mà chúng ta không thực hiện được. Có sự ngược lại là từ thân hình mảnh khảnh, yếu ớt và từ cặp mắt sáng ngời như đang lên cơn sốt, toát ra một niềm tin truyền cảm rất thuyết phục, đồng thời cũng tỏa ra một sự thanh thản rất ấn tượng. Những câu nói của ông Hồ đều có dấu ấn của một ý nghĩa sâu xa về con người, của một sự chối bỏ mọi bạo động. Ông Hồ hoàn toàn có ý thức về những thực tại và tất yếu của Việt Nam. Ông cũng biết chiều hướng chuyển biến của lịch sử dựa vào sự tự học và sự hiểu biết tất nhiên về thế giới Âu Tây cũng như thế giới Trung Hoa và thế giới Nga. Sau hơn một giờ nói chuyện, ông Hồ kết luận: "Tôi yêu cầu ngài tham dự những buổi họp của Hội đồng các bộ trưởng và nhận chức vụ cố vấn tối cao của chính phủ." Yêu cầu này làm tôi bất ngờ. Tôi thật không bao giờ nghĩ sự góp phần kiến tạo một nước Việt Nam mới của tôi dưới hình thức này. Nhưng khi nghe ông nói, không thể chối cãi được, ông Hồ là người muốn độc lập và thống nhất một cách cuồng nhiệt, nên tôi nhận lời. Giữa chúng tôi, tức Bảo Đại và ông Hồ, hoàn toàn có sự thông cảm. Trong những buổi đàm đạo, không bao giờ đả động gì đến những vấn đề về hệ tư tưởng. Chúng tôi cùng đi với nhau đến gặp Saint-Denis, người thay Mesmer làm ủy viên Cộng hòa Pháp ở Bắc Bộ. Chúng tôi cũng đi gặp người Mỹ và những phái viên của họ, Lansdale và thiếu tá Patti, và sau này là tướng Gallagher. Tôi thấy Hồ Chí Minh nói tiếng Anh khá được. Những câu chuyện sau này, như việc người điệp viên đầu tiên của cách mạng A-13 được quốc trưởng Bảo Đại tin dùng là ông Nguyễn Văn Hoàng. Ông Hoàng cùng với người bảo vệ Trúc Lâm, tức điệp viên A-14, vào Đà Lạt tiếp kiến quốc trưởng Bảo Đại, tìm cách thúc đẩy Bảo Đại can thiệp với quân đội Pháp, làm sao tránh được những cuộc càn quét, bắn phá tỉnh Thanh Hóa, cửa ngõ vào Nam, nơi cung cấp người và lương thực cho kháng chiến, và cũng là nơi có Lăng Triệu Tường, tổ tiên của dòng họ nhà Nguyễn của Bảo Đại. Vừa mới gặp, vị cựu hoàng đã gặng hỏi: "Ông ở ngoài nớ vô, thế có được tin tức gì về cụ Hồ Chí Minh không? Ngài có được mạnh khỏe không? Các ông bộ trưởng trong chánh phủ kháng chiến có được mạnh khỏe không?" Mở đầu thật bất ngờ, không phải đối thoại căng thẳng mà là thăm hỏi thân tình. Tôi không được nghe gì về các ông bộ trưởng, nhưng về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn luôn được nghe nói tới. Cụ vẫn rất khỏe, đi bộ mỗi ngày 40 cây số, nhiều thanh niên theo được còn là mệt. Bảo Đại nuốt tiếng thở dài. Giọng ông ta đã trầm, mồm như đầy lưỡi,
lại nói thứ tiếng Huế khê đặc nên rất khó nghe. Tôi đã từng sống cạnh cụ Hồ, nghe cụ nói chuyện, cùng cụ đi công cán hay chủ tọa nhiều phiên họp nội các, từng chứng kiến đức độ của cụ, coi cụ như cha và cũng được cụ thương yêu như con. Những điều đó đã để lại trong lòng tôi không ít kỷ niệm đẹp và có thể nói nó chi phối không ít những việc làm của tôi kể từ ngày tôi xa cụ tới nay. Mối quan hệ giữa Hồ Chủ tịch và ông cố vấn quả thực xưa nay hiếm. Nó thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy ngoại giao tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn về phần ông cố vấn Vĩnh Thụy, cũng đã đóng góp rất nhiều tư duy Tây Phương và kiến thức cho việc xây dựng nên hiến pháp sau này của nước ta. Tuy rằng sau này, do sự dụ dỗ, mê hoặc của đám mật thám Pháp và ngay cả người Mỹ cũng hết sức để tâm tới vị cựu hoàng khi ông đang ở bên Hồng Kông. Hồ Chủ tịch đã có đôi lời trong đoạn phỏng vấn với nhà báo nước ngoài để gửi gắm tới cố vấn Vĩnh Thụy. Nhiều thành viên trong chính phủ và bản thân tôi, tất cả đều là bạn của ông cố vấn Vĩnh Thụy. Chúng tôi rất mong muốn gặp lại ông cố vấn và cầu mong ông cố vấn sớm trở về để cùng nhau lo việc nước. Nhưng cố vấn Vĩnh Thụy hiện nay không thể rời Hồng Kông được. Chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thành của cố vấn Vĩnh Thụy hiện đang ở nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho chính phủ quốc gia mà cố vấn vẫn là thành viên. Vậy mới nói là mối quan hệ tưởng chừng như thù địch chỉ gắn kết với nhau bởi một sợi dây rất mong manh ấy lại khăng khít, quan trọng đến vô cùng, đưa vận mệnh dân tộc ta sang một trang mới, một thời đại mới, thời của cách mạng và độc lập dân tộc. Video hôm nay của Hồi Ức Thời Chiến cũng đã đến hồi kết. Nếu anh em thấy nó hay và bổ ích thì mời anh em bấm like và chuông để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video khác của chúng mình.